Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lá gạch nha. Hai Tuấn sẽ lát gạch 3D nha anh em. Là cái mẫu 3D còn rất là nhiều mẫu mẫu đẹp bên Tuấn nha. Thì anh em gia chủ nào mà có hứng thú về 3D á, thì cứ liên hệ bên Tuấn nha. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng 3D cưa, máy laser bằng đẩy gạch hiệu Ryobi, ke cân bằng con đội gạch, đồ lỗ pha ống nước thì cứ liên hệ số điện thoại bên Tuấn là 0377 007 661. Là lối đi ra, cửa đi và cửa vào phòng nha anh em. Đây là không có mà dán đá nha, chơi mẫu 3D cái đường này luôn nha. Và tức lát xong cái này rồi Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà cắt chi tiết 3D như vậy. Thì chút xíu nữa có một anh thợ thì Tuấn quay cho ảnh hướng dẫn cho anh em là cách làm nha. Thì cái mẫu những cái mẫu 3D này làm á, một là cái đi cái đường viền nha anh em. Điểm nhấn viền ở chính giữa nhà. Đi cái đường viền xung quanh nha. Đây thì làm khung. Thì làm cái kiểu này rất là đẹp. Thì mẫu gạch mà tạo điểm nhấn 3D như vậy á, tùy theo khách hàng nha, tùy theo chủ nhà nha anh em. Thích mẫu nào thì mình làm theo mẫu đó thôi nha, còn mà thích gạch nào thì mình làm theo gạch đó, cả những cái 3D nha. Và Tuấn sẽ lát vô hết xong rồi bắt đầu Tuấn sẽ hướng dẫn thật là chi tiết cho anh em cách cắt nha. Anh em thấy kênh hữu ích hay á, thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Tuấn nha. Anh em xem những cái video ốp lát ở chung cư dự án cũng như là nhà dân nhà phố cách hướng dẫn làm á, thì anh em cứ bấm từ khóa xây dựng ốp lá gạch xem từ tập 1 lên nha. Tôi hướng dẫn rất là chi tiết những cái video ốp lát nha anh em. Thì cái tập tiếp theo á, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách bài lát nền vệ sinh. Rất là nhiều anh em yêu cầu Tuấn hướng dẫn cái cách làm lát nền vệ sinh khi nó bị không ke, vệ sinh nó bị không ke góc vuông á, thì cách chế thì Tuấn sẽ tập sau Tuấn sẽ hướng dẫn anh em nha. Đây là tập 541 nha anh em. Thì tập sau 542 thì Tuấn sẽ hướng dẫn thật là chi tiết cho anh em nha. Mà có nhiều anh em làm nó bị ốp ốp nhà vệ sinh á, thì khi anh em lát nền nó bị mất ke. Ke khoảng 5 ly. Thì tập tiếp theo anh em đón xem nha, Tuấn sẽ hướng dẫn rất là chi tiết cho anh em. Chỉnh chế nha. Anh em nó đã ra hình rồi nha anh em, rất là đẹp nha. Đây là đang sửa chữa ở bên quận nhất nha anh em. Sửa chữa cao ốc nha. Và đây đã xong rồi anh em, thấy ra cái hình rất là đẹp nha. Rồi bắt đầu Tuấn sẽ kêu anh thợ hướng dẫn anh em cách làm nha. Đây nha. Quay rồi Tuấn kêu anh thợ hướng dẫn em thật là chi tiết cách cắt cái hình mẫu như vậy nha anh em. Cái màu đây mà nó dịu ha, cái màu này dễ chịu ha. Làm 3D cái mẫu như đây nha anh em. Đây cái mẫu như cái hình trên đây. Rồi. Màu màu mè là ăn thua khách hàng tùy chọn. Đúng Còn rồi. cái đó là Rồi, bắt cái đầu anh này sẽ hướng dẫn cho anh em làm cắt gạch 3D này nha. Rồi ok. Trước mắt á là mình phải đo cái thằng này. Bây giờ làm 3D ngay chỗ cái cửa nha anh em. À Rồi. cái ngạch cửa. Ví dụ như bây giờ thằng này đó là 12 đi, thì qua bên đây nó có 12 để cho nó có đường thẳng tuyệt đối. Để cái viên gạch mình đó 3D của mình là cho nó đều nè. Rồi đấy ok.
là bây giờ bên đây nó 11 phân rưỡi, bên đây 12 là rồi, mình đập lại trà lại bên đây cho nó đều bằng 12 hết. Rồi, ok rồi. Cái này đo phải không? Đây bây giờ làm cái ngạch cửa ha, hình 3D. Bây giờ của nó là 12 phân. Đấy, 12 phân. Thì bây giờ mình làm y như cái hình mẫu giống như hồi nãy. Ừ. Đó. Thì mình phải làm cái khuôn là cái cỡ của nó đây. Cái cỡ này là cái cỡ của nó đây là 30 chuông. 30 vuông. À, 300 nè. Rồi để đem nó thêm nè. Cái này á anh em, nếu mà làm cái mẫu như vậy đó thì phải làm tất cả cái mẫu y như vậy á, cũng như 11 năm ở đây là lấy là 11 năm phải không? Bây giờ cho 20 năm cũng vậy. Ừ. Cũng vẫn là lấy một cái khuôn này. Đúng rồi. Nếu mà cái mẫu cái này mà nó có bự ra là 20 cũng được. Đúng hoặc rồi. Là 17 gì cũng được. Cũng mà vẫn lấy cái khuôn này. Vẫn là cái khuôn này làm một cái viên gạch 300. Rồi bắt đầu chia tim nha. Viên gạch 300 mình để khéo, mình cắt khéo, kiểu như là mình chia tim nó ra. Chia tim ngay giữa này. Ừ, mình chia mình đẩy từ đây lên tới đây, ngừng lại. Quay qua. Đẩy từ đây lên tới đây, ngừng lại. Đây là làm cái khuôn nha anh em. Ừ, cho ra đâu rồi. Cắt bỏ viên gạch này. Rồi, bắt đầu là cái mẫu này. Rồi, đây là cái mẫu, là giống như là cái khuôn, cái cỡ, cái ni. Đấy. Làm vô mình đưa cho nó vô cái barem, cái máy của mình, nhiều khi cái máy của mình nó lại. Đấy. Để anh em lấy đo đây ra 15. Ừ. Ở đây vô đây cũng 15 ngay tiền. Đó là đúng tiền của nó nè, đó. Đó. Đôi khi cái máy mình nó lại thì không được nè. À, đúng rồi. Nè, đây nó cũng đúng là 15 nè. Rồi bây giờ lấy cái mẫu này 11 năm này. Trước khi mình đặt cái này lên á là mình không có cho cái cỡ này nó chạy được. Tại vì mình bỏ cái viên gạch này vô mình cắt á, là nếu mà cái viên gạch cỡ này mà nó chạy á là sau này mình ráp cái viên gạch này nó không đều. Buộc phải cố định được hai thằng này lại. Rồi anh cố định nó luôn. Ừ, cố định hai thằng này lại. Rồi siết luôn rồi. Kẹp phải thôi. Anh này là thợ 3D nha. Thợ lót gạch 3D á. Anh kẹp luôn cái mộc à, chứ không có dạng như vậy đâu. Cái khuôn kia á, có nhiều cái khuôn á, nếu mà cái nó có nhiều mẫu lắm. Cái mẫu mà nó xéo, cái độ xéo của nó hơn á. Thì cái viên này ví dụ như nó tới 36, 36 là phải lấy 17 năm. Đó mới cái độ xéo của nó khác với thằng này. Không tùy theo cái mẫu. Đây là cái mẫu gạch. Mà mình phải làm cho nó đúng. Không, hướng dẫn cái viên gạch này, cắt cái viên gạch này trước nè anh Toàn ơi. Đúng rồi. Hướng dẫn cái đi. Rồi giờ mình để cho mình cắt. Không, hướng dẫn cắt cái viên này trước chứ. Em không hướng dẫn người ta biết được là người ta cắt cái viên này. Rồi. Cái viên đây là 12 nè. 12 anh em cho 12 nó. Rồi mình giờ mình cắt mình trừ hao đi là mỗi bên ly. Ừ. Là còn lại là 11, 7 chẳng hạn vậy. Nó khách hàng mà muốn ron to thì mình làm 11 năm cái lưu thuốc này ra đó. Còn khách hàng mà muốn ron nhỏ thì mình làm ly nhỏ. Ok, coi cái bề ra bao nhiêu. Rồi bề ra này bao nhiêu cho người ta biết luôn. Giờ cũng tùy theo nữa. Ừ. Tùy là cái ví dụ như bây giờ cái bản này khách hàng muốn to thì mình làm to. Rồi, mà muốn nhỏ thì mình làm nhỏ. Nhưng mà do là cái chiều cao của nó, chiều rộng của nó có 12 phân thì cái bản này mình làm là tối thiểu cỡ 5 phân thôi, chứ còn ra 6 phân nữa là nó lại không có đẹp. Rồi. À. Rồi bắt đầu để vô cắt khuôn xong cái khuôn này. À, bây giờ mình đâu có chặn đâu có đè gì nữa đâu, nó có cái khuôn rồi. Giờ để vô đây là mình đẩy thôi. Ừ. Rồi. Rồi. À, rồi trước mắt là không có cho hai bên nặng này chạy. Lúc nào cũng giữ ngay tầm. Ok. Thế mà nó chạy là nó sẽ bị lệch. Còn anh em mà cắt cái viên gạch cũng vậy. Ví dụ như cắt cái viên gạch đó là nhiều khi cái bẻ cái đường bẻ gạch của mình nó bên to bên nhỏ nè. Là mình phải rà cái cạnh bên đây đi cho nó vuông vuông quất cái viên gạch. Rà cạnh hết. Viên gạch nó vuông quất thì cái độ mà chính xác của nó thì nó sẽ cao hơn. Thì ta muốn lật ngược lại thì ta cắt màu trắng nó nằm bên đây, màu đen nó nằm bên kia chẳng hạn vậy. Ừ. Có cái khuôn này làm cái này nó mới vô nha anh em. À, cái này là cái cỡ rồi, cái mình để vô là nó đâu rồi đó rồi. À, đây nó có cái góc vuông của nó rồi, gạch mình cũng cắt cái góc vuông rồi, nó có cái cỡ cái ni của nó rồi. Ừ. Đấy. Để anh cắt thằng lọt hay thầu bao nhiêu thầu gạch hết đi, gạch hết đi nó biết lót nữa rồi mình cắt rồi hết.
lưu ý là cứ lâu lâu là ta làm là phải coi lại cái cỡ đấy, nó cho mau là như vậy chứ không mình chạy cái cỡ ngay là không hầu nữa mình sẽ bét hết. Một đầu bẻ nha anh em. Chồng nó hỏi cái gì nhiều. Giá tiền nhiêu anh Toàn? Mày bỏ nha anh em, chị lấy cái giữa thôi nha. Chú nói đây. Chị cho nó ra cái hình này nha anh em. Đó, được cái hình này đó. Nè, hai cái bằng y chang nhau. Mình thấy luôn hả? Ừ. Chỉ có cái đường cưa á, nó hơi lớn nhỏ mà đường mẻ gạch á, gạch này nó hơi. Đây nè, qua qua cái này em. Có khi nữa 600 300 là nó 40 á. Đi đặt khỏe gì đặt ở giữa này. Toàn, không xài cái bàn này biết nào hư, giờ sao mát bàn được Toàn. Thì xài hoài thấy hư, còn chữ mới ghê. Cho phù nha anh em. Đây. Thấy cái thằng này bắt đầu là cắt cái viên viên này nha anh em. Tới 6/7. Con này lên đây. 6/7. Rồi. Bắt đầu đo thằng đó vô nhiêu? 6/7 ly. Cái này là 6/7 ly vuông. Đúng rồi. Là trẻ làm đôi. Cắt 6/7 ly vuông nha anh em. Đo mặt này, lên mặt này. Đấy, cái đó nó lên đó bao nhiêu là nó ra thằng này bấy nhiêu, đúng chính xác luôn. Đây đây đây, đưa em cái. Đó vô. Đường vàng đó em. Ok.